Xin chào, hôm nay kỹ thuật Phú Sơn chúng tôi hướng dẫn thay vật tư hao mòn cụm cắt trích từ 3054 đến 6055. Để tháo được cụm chống bạn cần xoáy cho tôi hai ốc đầu tròn ở vị trí lớp ngoài trống như anh kỹ thuật đang làm. Tôi xem lại cả chục lần rồi chả thấy con ốc đâu. Tháo tiếp bích còn lại cho tôi, cũng chỉ duy nhất hai con ốc. Chắc đoạn này có trợ sáng lên nhìn cũng sáng sủa hẳn. Tới đây bạn dùng vít hai cạnh lẫy chốt chống màu trắng ra cho tôi. Tôi cũng không hiểu cái khay to đùng kia để làm gì, mà anh kỹ thuật vẫn để cái chốt ra ngoài được. Tiếp tục nhấc cụm chống ra để gọn sang một bên. Nhấc nhẹ trục sạc ra, tránh chạm vào cò chống. Chống trục sạc bạn tháo ra lắp vào, thao tác nhẹ nhàng không để va đập vào cò chống hay vật sắc nhọn. Nếu chống trục sạc có vết chạy ra bản in có việc làm xấu bản chụp. Tiếp tục là tháo gạt chống. Dùng máy hút sạch mực ở đường mực thải, nhớ là máy hút mực. Chứ bạn dùng máy hút bụi của vợ bạn là tôi không đền được đâu. Khi lắp vào tất nhiên là theo quy trình nhà sản xuất. Cái gì tháo trước lắp sau, tháo sau lắp trước. Cứ làm theo quy trình là sẽ thành công. Khi lắp gạt chống vào, nếu gạt không có phấn trắng trên lưỡi, bạn hãy quét mực vào lưỡi gạt cho tôi. Làm giống như anh kỹ thuật này, cách làm này để tránh trường hợp khi lắp vào bị lật gạt. Lắp xong gạt chuyển sang vệ sinh chổi lông trục sạc và lắp trục sạc. Khi lắp trục sạc bạn cần lưu ý cho tôi hai đầu cài trục sạc khác nhau. Cài màu đen bạn quay về bên tiếp mắt cho tôi. Vật tư quan trọng cuối là chống, được mệnh danh là quả tim của máy. Nếu bạn làm tổn thương nó sẽ làm tổn thương bạn sâu sắc, tin tôi đi. Nên khi lắp vào cần nhẹ nhàng và chú ý tới hai cò chống. Lắp vào bạn đừng quên chốt chống, không có chốt giữ nhấc lên lại ối rồi ôi, tôi có biết gì đâu. Giờ là có thể ghép hai mảnh tình lại với nhau được rồi. Cần đặt đúng khớp lại với nhau bạn mới lắp được hai đầu bích.
Vậy là kỹ thuật phù sơn đã hướng dẫn xong các bạn thay thế vật tư hao mòn cụ trống. Nếu bạn không làm được, để tôi, hay gọi cho tôi thế nhé.